Ngày 12 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh kèm nội dung một ô tô đang chạy trên cao tốc nghi bị ném đá từ cầu vượt xuống. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh DTP, 30 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, cho biết anh là người đăng tải hình ảnh và nội dung trên. Anh P cho hay, vào khoảng 16 giờ chiều 11 tháng 8, anh cầm lái ô tô chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang, chở người cô của anh khám bệnh về nhà. Khi đến đoạn KM24 thuộc địa phận tỉnh Long An thì bất ngờ bị cục đá từ trên cầu vượt dân sinh bắc ngang qua cao tốc rơi trúng kính chắn gió xe anh. Vụ việc làm kính vỡ nát, cục đá văng trúng người cô của anh đang ngồi ghế phụ. May mắn, cả hai người đều không bị thương và anh P không bị mất lái. Theo anh P, vị trí nơi xảy ra vụ việc có cầu vượt dân sinh nên anh nghi ngờ có người ném đá từ cầu vượt xuống. Sau khi ra hết đường cao tốc, anh P có báo trực tiếp vụ việc cho nhân viên đơn vị quản lý đường cao tốc. Ngày 12 tháng 8, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an cho biết đang phối hợp công an địa phương xác minh thông tin, điều tra. C08 chưa ghi nhận sự việc tương tự trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Đây là trường hợp đầu tiên.